các bạn, các bạn ơi, 7 rồng sắp sửa ra rạp rồi thì các bạn chần chờ chỉ mà không chạy đến rạp gần nhất của mình và xem bộ phim 7 rồng. Phim 7 rồng lần này là có một điều rất là thú vị, có nghĩa là trong những cái cảnh đánh đấm rất là hoành tráng của anh Chí Nguyễn thì có một cái cảnh là anh Chí Nguyễn phải nhảy một điệu tango. Thì các bạn biết như thế nào không? Anh ấy đã phải học tango rất là dữ dội, thì một người võ sư mà rất là rành võ thuật mà phải đi học nhảy tango thì chắc chắn đấy là một cái điều mà các bạn đừng bỏ qua nhé. Còn anh thì sao? Anh thì thấy phim 7 rồng hấp dẫn là vì nếu mà các bạn coi Điều Ma Anh Hùng rồi đó thì chắc chắn sẽ thích phim 7 rồng, bởi vì phim 7 rồng ngoài những pha đánh đấm của Điều Ma Anh Hùng còn rất là nhiều pha coi như là bắn súng và rượt đuổi xe hơi. Xe hơi được xe mô tô trên đường phố Việt Nam, mà các bạn biết đường phố Việt Nam thì rất là đông, mà rượt đuổi xe rồi còn bắn nhau, và còn những cái pha những cái pha đặc biệt nhất là Ngô Thanh Vân cầm AK bắn súng. Đúng rồi, cho nên các bạn hãy ủng hộ cho 7 rồng thật nhiều, là đến với 7 rồng trong dịp gần nhất và rạp cine gần nhất nơi các bạn ở nha. Cảm ơn.